nhá. Không. Không ạ, ở cái đây con muốn xem tí vào chơi. À. Ăn bánh nhá. Mỗi lần cho con. Con ăn bánh này không? Không ạ. Có ạ. À? Con bảo có ạ à mà. Con lấy cho. Con xúc đi, con thử xúc vào miệng xem con xúc được không này. Open the mouth. Chả có cái gì cả. Đây, mình xé cho nào. À. Ngon không? Yeah. Ngon thì con lấy nữa thôi nhá. Vâng ngạ đi. Vâng ngạ. Nào. Vâng ngạ. Ăn bánh này chán rồi, ăn gần hết cái bánh này rồi. Thế là chuyển sang cái này. Cái này hơi cứng hơn một tí nhưng nhiều vị. Cái này thì béo. À, bánh tươi nguyên chất. Lúc nay không thích ăn cái này đâu, khỏi ăn cái này. Cho ăn từ từ thôi chứ, nhiều cái nghẹn. Nào con làm tí sữa cho nó trôi. Không. Nào. Không. Không à, thích con mày này nhá. Mày này nhá. Uống sữa, uống sữa. Uống đây. Chán rồi. Ăn bánh nào? Bánh này hay bánh này? Bánh này à? Ừ, để lấy cho. Bánh kia đông ngấy. Con bánh này thì còn ăn được nhiều. Bánh kia ngấy quá. Trời ơi, con đếm đi, con đếm trước đi. One. Nhiều quá, em ta khen nhiều quá à. Vừa ăn vừa đếm à. Làm một tí sữa cho trôi nào. Uống sữa cho trôi. Nào, uống sữa cho trôi. Rồi, trôi chưa? Trôi đi, nuốt đi, nuốt đi. Trôi, trôi nuốt. Cô lấy bánh này cho nữa nhá. Hai bánh này. Không phải, thêm bánh này nhá. Con nuốt hết trong mồm đi. Nuốt hết trong mồm đi. Đây, một lấy cho. Uống sữa cho trôi nhá. Rồi. Chạy thử. Không phải giọt. Mua ở đâu được bây giờ? Em mang có một hộp rồi à? Mua em một hộp uống trên xe rồi. Ôi. Tí nữa xuống xe hay xuống xe thì anh lấy rồi. Nào, làm nữa. Ngon không? Ngon. Ngon à? Ngon. Ngon dài chứ. Ngon dài chứ. Ai mua váy này cho Jun đây? Váy đẹp thế. Ai mua? Mẹ à, mẹ mua cho Jun à. Jun yêu mẹ không? Jun yêu mẹ không? Có à. Jun cười xinh để xem nào. Cười xinh. Có. Số hổ à. Nào, con uống một tí cho trôi nào. Bố kia còn chán rồi. Ăn gần hết cái bánh uống hết hộp sữa rồi. Nấu kẹo được chán rồi, có thể không hút được cái gì nữa rồi. Đây, thử lại. Những giọt cuối cùng. Nữa không, con ăn nữa không? Nè, cho con miếng nữa, miếng bé bé này. Bé bé thì con ăn cho ngon nhỉ. Cho bố ăn cái này nhá. Cho bố nhá. Bố ăn nhá.
nào, làm tí cho trôi nào. Cách lừa em bé ăn bánh, à uống sữa tốt nhất là cho ăn bánh khát nước. Sau đấy là mình sẽ phải uống sữa. Hết rồi con ơi, thôi hết rồi, bỏ ra. Hết rồi. Hết rồi. Hút lên thật không khí. Chú nay con nhìn gì đấy? Cây sinh mẹ xem nào. Cây sinh mẹ xem nào. À, hết sữa rồi, không biết có ăn nổi nữa không. Đây, cũng cầm nhỏ, cầm nhỏ.